Đến giờ giảng luận. Đề tài giảng luận sáng hôm nay là Khải tượng về sáu ấn đầu tiên Kinh Thánh trong Khải Huyền đoạn 6. Trân trọng kính mời ông mục sư. Xin trân trọng kính chào quý ông bà anh chị em trong hội thánh của Chúa. Cách đây hai tuần, chúng ta đã học với nhau khải tượng về sự thờ phượng Chúa trên thiên đàng. Và chiên con, tức là Chúa Cứu Thế Giêsu sắp sửa mở quyển sách có đóng bảy ấn. Và sáng hôm nay chúng ta tiếp tục học chiên con mở sáu cái ấn đầu tiên trong Phân đoạn Kinh Thánh Khải quyền đoạn 6 Mà chúng ta vừa đọc Kinh Thánh Đôi Đáp chuyên con bắt đầu mở các ấn này Sáu ấn đầu tiên được chuyên con mở ra Là những sự việc và là tai nạn đầu tiên Ở trên thế giới trong 7 năm đại nạn Đề tài khải tượng về sáu ấn đầu tiên Kinh Thánh Khải Huyền đoạn 6 câu 1 đến câu 17 Câu gốc Khải Huyền đoạn 6 câu 17 Vì ngày thạnh nộ lớn của Ngài đã đến Còn ai đứng nổi Bốn cái ấn đầu tiên là sự hiện thấy về bốn người Bốn người tức là cởi bốn con ngựa Đây là bốn kỳ mã Người đầu tiên là cởi ngựa bạch Người thứ hai là cởi ngựa đỏ Người thứ ba là cởi ngựa đen Và người thứ tư là cởi con ngựa vàng vàng Một vài hình ảnh chúng ta xem Là hình ảnh minh họa của tứ kỳ mã Chúng ta bắt đầu vào ấn thứ nhất đó là sự chiến thắng trong khải huyền đoạn 1 đoạn 6 câu 1 câu 2 một người cởi ngựa bạch khi chiên con mở ấn thứ nhất một trong bốn con sinh vật phát tiếng lên như sấm và bảo gian rằng hãy đến dân đến và xem thấy một người cởi ngựa bạch người cởi ngựa bạch ở đây không phải là biểu tượng cho Chúa cứu thế như trong Khải Quyền đoạn 19. Nhưng tiêu biểu cho một thiên sứ hoặc một linh được chỉ định để đem chiến tranh đến trên thế giới này. Và đó có thể là Antichrist xuất hiện như một người chiến thắng gây chiến tranh và lừa gạt tâm linh mọi người. Cái đại ác hiện thân của sự hủy diệt đã được nói đến ở trong Tessalonica thứ nhì đoạn 2 câu 3 câu 4 câu 9 câu 10 chúng ta mở ra Kinh Thánh ở trong Tessalonica thứ nhì đoạn 2 câu 3 câu 4 Vì phải có sự bỏ đạo đến trước và có người tội ác là con của sự hư mất hiện ra tức là kẻ đối địch tôn mình lên trên mọi sự mà người ta xưng là Đức Chúa Trời hoặc người ta thờ lại rắc đổi ngồi trong đền Đức Chúa Trời chính mình tự xưng là Đức Chúa Trời. Câu thứ 9 Kẻ đó sẽ lấy quyền của quỷ Satan mà hiện đến làm đủ mọi thứ phép lạ, dấu dị và việc kỳ dối dạ dùng mọi cách vĩnh dỗ không công bình mà dỗ những kẻ hư mất vì chúng nó đã không nhận lãnh sự yêu thương của lẽ thật để được cứu rỗi. Con ngựa bạch và người cởi nó báo hiệu cho những cuộc chiến tranh lớn và kinh khủng chắc sẽ xảy ra trên đất. Nhưng Chúa Giêsu nói rằng đó mới chỉ là đầu của sự khốn khổ mà thôi. Trong mát đoạn 13 câu 7 câu 8 như tôi đã nói, sự khải thị có thể được ứng nghiệm nhiều lần, ứng nghiệm gần và ứng nghiệm xa. Sự hiện thấy về bốn con ngựa này đã ứng nghiệm trong quá khứ, ở trong hiện tại và còn ứng nghiệm ở trong tương lai nữa. Thầy Phạm Xuân Trí đã viết bài viết về tứ kỳ mã này và tôi xin được trích dẫn ở đây cho rõ ràng hơn. Ông viết về người cởi con ngựa bạch Đó là cơ đốc giáo giả Người cởi con ngựa bạch có thể là Antichrist Đây là nhân vật có những nét tương đồng với đắng Đã được mô tả ở trong khải quyền đoạn 19 Từ câu 11 đến 16 Là con người xấu xa, nguy hiểm Antichrist mạo nhận đắng cứu thế Rất là tinh vi Đấng cứu thế là cởi ngựa bạch thì Antirik cũng cởi ngựa bạch. Cởi ngựa bạch để chinh phục chiến đấu và đón xét. Antirik cũng cởi ngựa trắng đi chinh phục chiến đấu bằng cung mà không cần dùng đến tên. Thật là tài ba để chiến đấu mà không dùng đến bạo lực. Chỉ cần dùng đến lời ăn nói, ăn nói không khéo, ngoại dao lắc léo là đạt được mục đích trên đầu của đấng cứu thế sẽ có mão nhiều mão triều thiên thì antichrist cũng có mão triều thiên chiến thắng antichrist rất quỷ quyệt nó không tự tôn mình lên nhưng được người khác ban cho mão triều thiên nghĩa là người tin theo và tôn nó lên địa vị cao trọng nhất danh giá nhất trên thế giới đấng cứu thế đắc thắng antichrist cũng đắc thắng đi đến đâu cũng thắng tức là thu hút đông đảo khán thính giả, lôi cuốn đông đảo mọi người tin theo. Tôi sẽ đọc câu 1, câu 2 trong Khải quyền đoạn 6. Tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ nhất trong bảy ấn, thì tôi thấy một con trong bốn con sinh vật nói tiếng như sám rằng hãy đến. Tôi nhìn xem thấy một con ngựa bạch, người cởi ngựa có một cái cung có kẻ ban cho người một cái mão triều thiên và người đi như kẻ đã thắng lại đến đầu cũng thắng. Chúa Giêsu nói trước về Christ giả và tiên tri giả là sự ứng nghiệm trước của Antichrist. Lúc bấy giờ, nếu ai nói với anh em đấng cứu thế ở đây này hoặc ở kia kìa thì đừng tin vì những đấng cứu thế giả và những tiên tri giả sẽ xuất hiện làm những dấu lạ và phép màu đến nỗi nếu có thể được thì phỉnh gạt cả những người được chọn nữa ở trong Matthew 24 câu 23 25. Người cởi con ngựa bạch đã xuất hiện chưa? Người ta cho rằng Chúa sắp tái lâm, cơn đại nạn sắp xảy ra. Đồng thời có người tin rằng Antichrist đã chào đời, đã có mặt trên trần gian này, nhưng Antichrist chưa cởi bạch mã. Chúng ta biết rằng khải thị là những khải tượng có tính biểu tượng. Thời xưa thì phương tiện để cởi là ngựa. Nhưng mà có thể trong tương lai Antigrit không cởi ngựa. Mà có thể ông đi một chiếc siêu xe màu trắng. Có thể như thế. Mà chúng ta không biết được như thế nào. Tuy nhiên Điều chúng ta cần biết trước là khi Anti-Christ hành động thì những Christ giả mạo và những tiên tri giả mạo đã xuất hiện, đúng như Chúa Giêsu đã phán. Những Christ giả và tiên tri giả lập nên cơ đốc giáo giả, tức là tà giáo. Cơ đốc giáo giả trước ngày Chúa tái lâm, trước ngày Anti-Christ hành động có những đặc điểm nào? Cơ đốc giáo giả cũng giảng dạy kinh thánh Cơ đốc giáo giả cũng giảng về Chúa cứu thế Nhưng là Chúa cứu thế giả Cơ đốc giáo giả cũng giảng về Chúa tái lâm Và trong đợi ngày Chúa tái lâm Cơ đốc giáo giả là có những người xưng mình là tiên tri Tự xưng mình là tiên tri Là Chúa cứu thế Cơ đốc giáo giả chú trọng đến việc làm dấu lạ Và làm phép lạ Mục tiêu của cơ đốc giáo giả là niềm tin của con người phỉnh gạt, lôi cuốn mọi người tin vào đấng cứu thế giả, tin những điều giả mạo, sai lạc kinh thánh, phỉnh gạt những người đã tin Chúa, bỏ đấng cứu thế thật mà tin và gắn bó với đấng cứu thế giả. Ngày nay những Christ giả và tiên tri giả cùng với cộng đồng tà giáo của họ vẫn đang hoạt động trên thế giới và trong cộng đồng Cơ đốc giáo cũng đạt được một số kết quả đáng kể có nhiều người tin theo chúng ta sẽ xem một vài cái tà giáo gần đây ở tại hàn quốc đã lan truyền vào việt nam chúng ta tà giáo thứ nhất là tà giáo đức chúa trời mẹ chúng ta thấy rất là đồng đúc Đức Chúa Trời Mẹ này do An Sang Hồng và Giang Diêu Gia lãnh đạo và bà Giang Diêu Gia này tự xưng là Đức Chúa Trời Mẹ. Đó là một cái tà giáo. Cái tà giáo thứ hai là tà giáo Tân Thiên Địa tức là trời mới và đất mới đã xuất hiện tại Việt Nam chúng ta và họ lý luận rằng Họ là những người đương sống ở trong trời mới và đất mới. Và thủ lãnh của họ là ông Ly Mang Hy. Ông Ly Mang Hy là thủ lãnh của Tăng Thiên Địa. Và giáo phái này đã xuất phát bệnh dịch Covid đó. bị nhà nước kỷ luật. Rất là đông đảo những người họ tin theo. Cái tà giáo thứ ba đó là tà giáo tia chớp phương đông và bây giờ họ đặt một cái tên khác có vẻ để, để mà đánh lừa người khác là hội thánh đức chúa trời toàn năng do bà dương hướng băng và triệu duy sơn lãnh đạo ông triệu duy sơn và bà dương hướng băng lãnh đạo và bà dương hướng băng tự xưng mình là đức chúa trời kinh khủng như thế và họ qua Việt Nam họ mở các lớp dạy kinh thánh Các lớp dạy tiếng Anh Và trong đó lòng vào cái giáo lý tà giáo của tia chớp phương Đông Dưới cái danh rất là đẹp là hội thánh đức chúa trời toàn năng Ngoài ra Một số tà giáo khác ở Việt Nam chúng ta Đó là chứng nhân Jehovah Một môn hay là hội các thánh hữu ngày sau hay là sa bát là cơ đốc phục lâm an thất nhật tức là cơ đốc phục lâm nghỉ ngày thứ bảy đó là những tà giáo lớn còn rất là nhiều tà giáo ở trên thế giới này xen vào trong cộng đồng cơ đốc giáo và dụ dỗ những người có thể dụ dỗ được và nhiều người đã xa ngã bước qua tà giáo và đánh mất sự cứu rỗi mà Chúa dành cho mình. Ấn thứ hai, chiến tranh, người cởi con ngựa sắc hồng. Ở trong đoạn 6, câu 3 đến câu 4. Khi chiên con mở Ấn thứ nhì, tôi nghe con sinh vật thứ nhì nói, hãy đến, liền có một con ngựa khác sắc hồng hiện ra kẻ ngồi trên ngựa được quyền cắt lấy cuộc hòa bình khỏi thế gian hầu cho người ta giết lẫn nhau và có kẻ ban cho người một thành gươm lớn sự xuất hiện của một người cởi ngựa đỏ hồng biểu tượng cho thiên sứ hoặc là một linh giết chóc làm đổ máu gây chiến tranh và giết hại lẫn nhau khi antichrist đến chiến tranh cũng đến theo giai đoạn này hắn đánh đau thì thắng đó và thống trị thế giới thầy trí luận tiếp ở đây người cởi con ngựa sắc hồng là người có quyền cắt lấy hòa bình ra khỏi thế giới được ban cho một thanh gươm và thanh gươm đó rất lớn vừa có thẩm quyền lớn ảnh hưởng trên cả thế giới vừa được ban cho thanh gươm lớn và thanh gươm đó ám chỉ về chiến tranh Kẻ ban cho người cởi trên con ngựa sắc hồng thanh gươm lớn Chắc chắn cũng là kẻ ban cho người quyền lực lớn Đến nỗi có thể khuynh đảo cả thế giới Kẻ phía sau đó là ai? Là kẻ ném đá giấu tay Là kẻ sát nhân Là trùm dối tá Là Satan Trên thế giới hòa bình là giả tạo Mà chiến tranh mới là thực tế cây cung đã thay bằng một thanh gươm lớn với con ngựa sát hồng. Những cuộc chiến tranh đẫm máu, những cuộc nội chiến huynh đệ tương tàn, chiến tranh tôn giáo, chiến tranh chủng tộc, chiến tranh giữa các quốc gia chỉ là những thanh gươm nhỏ mà thôi. Sự ứng nghiệm trước của con ngựa này. Thế chiến thứ nhất năm 1914, năm 1918, bao trùm châu Âu và lôi kéo tất cả các cường quốc châu Âu và Bắc Mỹ vào vòng chiến tranh ảnh hưởng đến toàn thế giới với số người chết là trên 20 triệu người. Thế chiến thứ hai, năm 1939, năm 1945 là cuộc chiến tranh quyết liệt, quy mô và khốc liệt nhất trong lịch sử nhân loại đã cướp đi trên 50 triệu sinh mạng gieo rắc biết bao nhiêu đau thương cho các dân tộc ở châu Âu, châu Á, châu Phi cho đến tận ngày nay. Sau Thế chiến thứ hai, thì chiến tranh tiếp tục ở châu Á, châu Phi, Trung Đông lấy đi hơn 25 triệu người. Cuộc chiến ở các quốc gia này chưa kết thúc, thì chiến tranh ở các quốc gia khác đã bắt đầu. Chiến tranh dường như chưa bao giờ chấm dứt ở trên thế giới này trong ba thập niên qua gần một nửa trong số 53 quốc gia của lục địa châu Phi là chiến trường của những cuộc chiến tranh kéo dài hoặc vừa mới kết thúc. Người ta chỉ tính ở 12 quốc gia châu Phi hàng năm đã có hàng chục triệu người bị sát hại. Cuộc chiến Trung Đông đã khai mào, đang âm ỉ và chắc chắn sẽ bùng nổ trong thời gian tới đúng như lời Kinh Thánh. Thế giới như là một kho thuốc súng Chực bùng nổ này mai Con người kêu gọi hòa bình Nhưng chiến tranh vẫn còn đó Những ngày vừa qua có một sự kiện chấn động thế giới Đó là thỏa thuận hòa bình Giữa Israel và các tiểu vương quốc Ả Rập Có tên là Hiệp ước Abraham Hiệp ước mang tên tổ phụ của do Thái giáo của cơ đốc giáo và của Hồi giáo. Abraham là tổ phụ của ba tôn giáo này luôn. Đem lại hòa bình tạm thời cho Trung Đông vào ngày 15 tháng 9 năm 2020 vừa qua. Nhưng chúng ta đừng quên lời của Chúa khi người ta nói hòa bình và yên ổn thì tai họa sẽ thình lình vụt đến. Vì dù cho có thỏa thuận này dẫn đến hiệp ước kia thì đó chỉ là khởi đầu cho những lời tiên tri lần lượt được ứng nghiệm và khi chiến tranh của kẻ đối địch tức là Antigris sẽ phá hủy giao ước và chiến tranh sẽ bắt đầu ở trong Daniel đoạn 9 câu 27. Câu này chúng ta sẽ học sau. Chiến tranh thế giới lần thứ nhất 20 triệu người chết. Chiến tranh thế giới lần thứ hai 50 triệu người chết chiến tranh Trung Đông và các vùng chiến tranh khác nội chiến, hàng chục triệu người đã chết. Đó chỉ là sự ứng nghiệm trước của con ngựa thứ hai. Bây giờ chúng ta đến ấn thứ ba, đói kém, ở trong câu 5 và câu 6. Một người cởi con ngựa ô. Khi chiên con mở ấn thứ ba, tôi nghe con sinh vật thứ ba nói Hãy đến Tôi nhìn xem Thấy một con ngựa ô Kẻ ngồi trên ngựa tay cầm cái căng Tôi nghe Lại nghe giữa bốn con sinh vật Như có tiếng nói rằng Một đấu lúa mì bán một đơ ni e Ba đấu lúa mạch nha bán một đơ ni e Còn dầu còn dầu và rượu chớ động đến Người cởi con ngựa ô Tức là ngựa đen biểu tượng cho thiên sứ hay một linh đem đến sự đói kém đó là hậu quả do chiến tranh đi trước bởi con ngựa thứ hai cái căng biểu tượng cho thực phẩm sẽ hiếm phải căng mà bán một denie là tiền công lao động của một người bình thường trong một ngày một đấu lúa mì thì chừng một lít khi ấy bình thường thì một đơn e, tiền công của một ngày có thể mua được 15 đến 20 đấu lúa mì nhưng khi đói kém chỉ mua được một đấu lúa mì hoặc là ba đấu lúa mạch mà thôi dầu và rượu chớ động đến hoặc có cách dịch rằng chớ làm thiệt hại đến Lời này dường như chỉ tỏ rằng linh đó sẽ không tàn phá cây olive và cây nho Nghĩa là vẫn còn để lại dầu ô liu và rượu đó Nghĩa là nạn đói này tuy là kinh khủng nhưng có giới hạn Tuy nhiên những kẻ cầm quyền sẽ được dư dật Còn thường dân thì chịu thiếu thốn Đây là hậu quả do các cuộc chiến tranh kéo dài của ông thứ hai Thầy Trí luận về con ngựa ô là sự khủng hoảng lương thực. Người cởi con ngựa ô cầm cái căn để căn đo đong đếm lương thực cho con người. Con người không còn ăn uống hoang phí nữa, lương thực trở nên khan hiếm, giá cả thì cắt cổ. Việc căn đo đong đếm xoay quanh một đấu lúa mì và ba đấu lúa mạch với giá một đơn một đấu lúa mì chỉ đủ cho một người lao động ăn trong một ngày, còn ba đấu lúa mạch chỉ đủ cho một gia đình ít người mà thôi. Còn dầu và rượu là những mặt hàng xa xỉ không ai dám hoặc không có trên thị trường. Ngày 22 tháng 4 năm 2008, Liên hiệp quốc cảnh báo rằng cuộc khủng hoảng lương thực hiện nay tương tự như là cơn sóng thần thầm lặng đang đe dọa đến 100 triệu người trên thế giới. Cuối năm 2009, các nhà lãnh đạo trong một cuộc chiến chống nạn đói trên toàn cầu kêu gọi thế giới sẵn sàng đối phó với cuộc khủng hoảng lương thực mới. Trong 2 năm 2008 chín số người thiếu ăn đã từ 846 triệu tăng lên 1 tỷ người. Theo báo cáo của mạng lưới toàn cầu chống khủng hoảng lương thực cuối năm 2019, 135 triệu người tại 55 quốc gia và vùng lãnh thổ sống trong tình trạng mất an ninh lương thực cấp tính. Năm 2020, trong thời gian chống chọi với đại dịch COVID-19, thế giới có thêm 270 triệu người rơi vào tình cảnh đói kém trầm trầm. Khủng hoảng lương thực toàn cầu hậu David là điều chắc chắn. Hậu... Về cuộc khủng hoảng lương thực toàn cầu hậu COVID-19, là điều chắc chắn xảy ra. Mục tiêu chấm dứt đói nghèo vào năm 2030 có vẻ xa vời. Kỷ nguyên lương thực giá rẻ đã qua. Thế giới đang tiến dần đến thời kỳ kinh tế suy sụp. Hiện nay, dịch Covid đã làm cho kinh tế các nước trên thế giới tê liệt. Mắc mùa, lương thực thiếu hụt trầm trọng, việc phân phối thực phẩm bị gián đoạn, nạn đói hoành hành là viễn cảnh tương lai của nhân loại. Người cởi con người ô sẽ dùng biện pháp kinh tế cân đo đong đếm để cai trị con người. Chúng ta xem vài hình ảnh ở đây. Đói kém, rất ít lương thực cho nhiều người. Và tình trạng đói kém hiện nay ở tại châu Phi, trẻ em suy dinh dưỡng. Một trẻ em chờ chết và cái con chim kênh kênh tức là chỉ chờ mổ xác của đứa bé đó là tình trạng đói kém chúng ta đi đến ấn thứ tư đó là một người cởi con ngựa vàng vàng tức là xanh sao là sự chết chóc ở trong câu 7, câu 8 Khi chiên con mở ấn thứ tư Tôi nghe con sinh vật thứ tư nói Hãy đến Tôi nhìn xem thấy một con ngựa vàng vàng hiện ra Người cởi ngựa ấy tên là sự chết Và âm phủ theo sau người Họ được quyền trên một góc tư thế gian Đặng sát hại dân sự bằng gươm dao Bằng đói kém Bằng dịch lệ Và bằng các loài thú dữ trên đất Người cởi con ngựa vàng vàng Xanh sao đó biểu tượng cho thiên sứ Hay là mục linh của sự chết Hậu quả là do chiến tranh và đói kém dẫn đến Người cởi ngựa vàng như một thằng chết Và âm phủ đi theo sau người Đem đến sự chết cho một phần tư dân số trên thế giới Nếu dân số hiện nay là 7 tỷ Thì một phần tư là gần 2 tỷ sẽ bị sát hại bởi gươm dao tức là súng đạn đói kém dịch lệ và thú dữ thầy trí viết tiếp cái phần này sự chết cởi trên con ngựa sắt vàng vàng theo sau là âm phủ sẽ đem con người đến điểm cuối cùng cái chết hoành hành trên một phần tư dân số thế giới và sau sự chết âm phủ đương chờ đợi con người Người cởi ngựa có tên là sự chết được trang bị bằng gươm dao, tức là súng đạn, bằng đói kém, bằng dịch lệ và bằng các loài thú dữ. Những cuộc chiến tranh trong thế kỷ 20 đã cướp đi 100 triệu sinh mạng. Trong thập niên vừa qua, số người chết ngày càng gia tăng vì có những cuộc chiến tranh ác liệt giữa một số quốc gia và những cuộc nội chiến truyền miền. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính hiện nay một phần ba dân số thế giới đủ ăn. Một phần ba thì suy dinh dưỡng và một phần ba thì đang chết đói. Cứ 8 phút trôi qua sẽ có 200 người chết vì đói. Một năm sẽ có 13 triệu người chết vì đói. Trong thập niên vừa qua đã có 100 triệu trẻ em bị chết đói và bệnh tật. Phải chăng con ngựa vàng vàng đang sát hại dân sự bằng đói kém ở Châu Phi và các nước nghèo đói? Nhân loại đã và đang sẽ trải qua những cơn đại dịch, bệnh És và virus HIV đã tấn công ít nhất 13 đến 14 triệu người trên thế giới. Năm 2000 trên thế giới có 24 triệu người mắc bệnh És trong thời kỳ cuối kèm theo là 100 triệu người bị nhiễm virus HIV và gần 1 triệu người chết. Thế giới đang đối mặt với 100 loại ung thư khác nhau và hàng năm mất đi 5 triệu người bị căn bệnh này. Những năm gần đây những bệnh mới xuất hiện như là hội chứng hô hấp cấp tính, bệnh sát, dịch cúm H5N1, H1N1, cuối năm 2019 và đầu năm 2020 là đại dịch COVID-19 kéo dài và chưa biết khi nào kết thúc. Đến hôm nay, thế giới ghi nhận 40 triệu người đã nhiễm COVID-19 và hơn 1 triệu 100 người, 100.000 người tử vong. Tuy nhiên, khi mà sự chết và âm phủ còn đương theo đuổi con người bằng dịch lệ, thì có thể rằng các loại virus này nó sẽ kháng những cái loại thuốc vaccine mà con người có thể chế tạo. Các loài thú trên đất cũng trở thành hiểm họa cho con người. Con người thất bại trong việc quản trị muôn vật, trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường. Ví dụ như là nạn châu chấu và cào cào, thì con người cũng không thể nào có thể tiêu diệt được. Những tạo vật Chúa ban cho con người từ thở khai thiên lập địa trở thành mối nguy hiểm của con người trong thời kỳ cuối cùng, con người đánh mất vai trò của mình ngay trong thế giới mà Đức Chúa Trời đã ban cho mình. Kết cục là ai cũng phải chết theo như Kinh Thánh nói rằng theo như đã định cho loài người phải chết một lần rồi chịu phán xét. Hebrew đoạn 9 câu 27. Và chúng ta thấy đây là chết vì dịch Covid-19 những cái xác chết người ta bỏ trong những cái túi Và chồng chắc lên nhau như thế Rất là kinh khủng Và những cái mồ chôn tập thể như vậy Không biết ai là ai hết Chúng ta đến Ấn thứ năm Từ câu 9 cho đến câu thứ 11 Là linh hồn các thánh tử đạo Khi chiên con mở Ấn thứ năm Tôi thấy dưới bàn thờ có những linh hồn của kẻ đã chịu giết vì đạo đức Chúa Trời và vì lời chứng họ đã làm. Chúng đều kêu lớn tiếng rằng lạy Chúa là đắng thánh và chân thật. Chúa trì hoãn xét đoán và chẳng vì huyết chúng tôi báo thù những kẻ ở trên đất cho đến chừng nào. Có kẻ bèn cho họ mỗi người một cái áo trắng dài và có lời phán rằng phải ở yên ít lâu nữa cho đến khi được đủ số người cùng làm việc và anh em mình phải bị giết như mình vậy. Sự hiện thấy về linh hồn của các thánh tử đạo, có nhiều người Do Thái sẽ tin Chúa trong cơn đại nạn, chịu bắt bớ và tuần đạo. Ở đây nói về người Do Thái. Đây dường như làm hình bóng về sự bắt bớ hội thánh đã từng xảy ra đã có hàng triệu người tử đạo trong các cơn bắt bớ. Từ hoàng đế Nero thứ nhất năm 64 sau Chúa đến hoàng đế Diocletian năm 305 sau Chúa thì hội thánh chung đã chịu 10 cơn bắt bớ bởi các hoàng đế La Mã. Sự hiện thấy này cũng có thể ngụ ý tiên tri về các cơn bắt bớ của giáo hội thời trung cổ. Giáo hội thời trung cổ, tức là giáo hội Công giáo La Mã đó. Cũng có những cái tòa án tôn giáo pháp đình để xử những cái người cho là lạc đạo. Và có lẽ cũng kể về luôn những cơn bắt bớ trong thời kỳ hiện tại. Hiện nay ở trong thế kỷ 21 này thì hội thánh của Đức Chúa Trời Vẫn ở trong sự bắt bớ Của Hồ giáo, Ấn giáo, Phật giáo và Vô Thần Và sẽ bị bắt bớ nhiều hơn Trong kỳ đại nạn của những ngày sau rốt Họ đã vác thập tự giá mình đi theo Đấng Christ cho đến chết. Trước mặt Đức Chúa Trời, sự chết của họ như là một của lễ được dâng lên trên bàn thờ của Đức Chúa Trời. Ông Phaolô ông nói về chính ông trong Timothée thứ nhì đoạn 4 câu thứ 6. Về phần ta, ta sắp sửa bị đổ ra làm lễ quán. Có nghĩa là ông sắp sửa tử đạo dưới tay của hoàng đế La Mã Nê Rông. Và máu của ông đổ ra như một của lễ dâng lên cho Đức Chúa Trời. Họ kêu cầu một sự giải cứu một sự công bằng. Họ được ban cho một chiếc áo dài công chính, thánh khiết, và được bảo rằng phải chờ đợi sự bắt bớ lên đến đỉnh điểm đủ số, thì họ sẽ được giải cứu trong thời điểm của Ngài. Ấn thứ sáu, ngày thạnh nộ lớn. Từ câu mười hai đến mười bảy, tôi nhìn xem khi chiên con mở ấn thứ sáu thì có một cơn động đất lớn mặt trời trở nên tối tăm như túi lòng đèn cả mặt trăng trở nên như huyết các vì sao trên trời xa xuống như những trái xanh của một cây vả bị cơn gió lớn lung lay rụng xuống trời bị dời đi như quyển sách cuốn tròn và hết thảy các núi các đảo bị quăng ra khỏi chỗ mình các vua ở trên đất các quan lớn, các tướng quân, các kẻ giàu, các kẻ quyền thế, các kẻ tôi mọi, các người tự chủ đều ẩn mình trong hang hố cùng hòn đá lớn trên núi. Nói với núi và đá lớn rằng hãy rơi xuống mà chặn trên chúng ta đặng tránh khỏi mặt của đấng ngự trên ngôi và khỏi cơn giận của chiên con. Vì ngày thành nộ lớn của Ngài đã đến, còn ai đứng nổi? Khi ấn thứ sáu được mở ra Thì ngày thạnh nộ lớn đã đến Có một trận động đất lớn và kinh khủng Mặt trời tối tăm, mặt trăng đỏ như máu Các ngôi sao từ trời xa xuống Các thế lực của từng trời rúng động Các đảo thì ngã nghiêng quan xa Kinh Thánh ở trong mát đoạn 13 câu 24, 25 Công vụ đoạn 2 câu 20 cũng mô tả điều này Tình trạng rối loạn ở trên trời và dưới đất Quỷ đạo và quy luật của các vị tinh tú bị phá vỡ và thế giới rơi vào sự hỗn loạn. Về một vài phương diện tình trạng này giống như đoạn Kinh Thánh mô tả về trận hạt ma ghê ở trong đoạn 16 câu 12 21 chúng ta sẽ học sau và có lẽ rằng hình trạng này là dự ngon cho đến cái trận đó. Chúa Giêsu cũng đã dùng lời lẽ giống như vậy khi luận về thì giờ ngài tái lâm ở trong Ma-thơ đoạn 24 Câu 29, câu 30 Sự tai nạn của những ngày đó vừa mới qua Thì mặt trời liền tối tăm Mặt trăng không sáng Các ngôi sao từ trên trời xa xuống Và thế lực của các từng trời rúng động Khi ấy, điềm con người sẽ hiện ra ở trên trời Mọi dân tộc dưới đất sẽ đắm ngực Và thấy con người lấy đại quyền, đại vinh Mà ngự trên đám mây Nhiều sách ở trong cựu ước cũng mô tả về ngày cuối cùng giống như vậy. Hiện nay những điều này đã xảy ra với mật độ ngày càng cao, tình trạng động đất, núi lửa, sóng thần, siêu bão, lỡ đất, lũ lụt lớn. Như ở tại Trung Quốc, lũ lụt suốt 4 tháng liền, đó là điều chưa từng xảy ra trong lịch sử. Ở tại miền Trung của chúng ta liên tục từ cơn bão số 5 cho đến cơn bão số 8 và có những vấn đề bất thường ở trong thiên nhiên. Mặt trời có lúc tối tăm, mặt trăng trở nên đỏ như máu cùng các hiện tượng lạ khó lý giải ở trên trời, nhưng đó chưa phải là cuối cùng. Ấn này mô tả tình trạng hỗn loạn của thế giới trong ngày thạnh nộ của Chúa. Người ta tìm cách trốn lánh như đào hầm trú ẩn đào các công trình ngầm ở dưới lòng đất, tìm cách để lên các hành tinh khác, nhưng mà tất cả đều bất năng. Họ cầu cho những hòn đá lớn lăn xuống để che chắn họ, nhưng tất cả đều phải lộ ra trước ngày thịnh nộ của Đức Chúa Trời. Ai có thể đứng nổi được. Như vậy, qua sáu ấn mà chúng ta đã học. Ấn thứ nhất là sự chiến thắng của anti xuất hiện ấn thứ hai là chiến tranh ấn thứ ba là đói kém ấn thứ tư là sự chết ấn thứ năm là linh hồn của các thánh tử đạo ấn thứ sáu là ngày thành nộ lớn mở ra trong đầu bảy năm đại nạn nhưng sự ứng nghiệm nhiều lần của nó trong lịch sử hội thánh và lịch sử thế giới mà chúng ta đã nghe qua thế giới như đang ném trước hoạn nạn của các ấn này cho đến khi nó thật sự mở ra thì còn khủng khiếp như thế nào nữa. Hội thánh của Chúa cũng bị ảnh hưởng một phần về những hoạn nạn đang xảy ra trước kỳ đại nạn. Nhưng chúng ta cảm ơn Chúa rằng chúng ta tin rằng hội thánh của Ngài sẽ được cắt lên trước bảy năm đại nạn đó. Điều đó cho chúng ta một sự thức tỉnh sâu xa về ngày Chúa đến, chuẩn bị dọn lòng, sốt sắng trung tín yêu mến Chúa, thờ phượng Ngài, sẵn sàng chào đón ngày quang lâm của Đức Chúa Giêsu Christ. Amen.